Xin chào, Xin chào tất cả mọi người, mình là Ren. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho mọi người bài tiếp theo, bài số 39 của tóm tắt sách hội nhập xã hội lớp 5. Chủ đề hôm nay sẽ liên quan đến lịch sử, thời kỳ Nam thời đại Tam quốc và thời đại Nam Bắc quốc. Thì đây là một phần có thể giúp cho các bạn uh, mình uh, tự luyện dịch tiếng Hàn uh, cũng như mình học những cái từ vựng có liên quan đến lịch sử và học lịch sử của Hàn Quốc có liên quan đến thời kỳ hai cái thời kỳ mình đang giới thiệu ha. Rồi mong là phần này sẽ giúp ích cho mọi người. 시작하기 전에 cho Trước khi bắt đầu mọi người nhớ bấm like cũng như đăng ký kênh để ủng hộ và xem những video tiếp theo trên Trend Channel ha. Rồi nếu như phần hướng dẫn của mình quá nhanh thì các bạn có thể giảm tốc độ nói xuống 0.75 hoặc là thấp hơn để các bạn có thể nghe cho nó phù hợp ha. Rồi đã Bắt đầu ha phần hướng dẫn của mình sẽ có hai phần chính đầu tiên xăm ở Triều Samguk ở đây là Sam là ba quốc là quốc tức là Tam quốc thời kỳ Tam quốc không phải là Tam quốc chi đâu ha không phải là Tam quốc chí đâu mà nó là thời kỳ Tam quốc của đất nước Hàn Quốc ngày xưa thì mình có Samguk Tam quốc thì đi từ đuôi phải đã phát triển cá này là trong câu hỏi nghi vấn ha đã phát triển Triều như thế nào thì đã phát triển như thế nào thời kỳ này sẽ có hai phần phần số 1 thăm e kê khẩn quốc". Khẩn quốc là việc xây dựng à xây dựng ra cái thời kỳ gọi là thời kỳ tam quốc thứ hai Samguk-e kê phải trần". trần là sự phát triển phát triển của tam quốc thì phát triển như thế nào đó là phần số 1 phần số 2 Nam Bắc quốc thời đại nên ở tên nhà ra đi phát triển hết cả. Đầu tiên mình thấy là in nè, nên à i à thì thường thường mình sẽ dịch in lên trước và dịch ika sau ha còn nếu không các bạn thấy mà phù hợp với tiếng việt mình á, thì mình cứ dịch chủ ngữ ika trước sau đó mình dịch từ đuôi lên cũng được rồi e vào vào cái cd thời kỳ nam bắc quốc thời kỳ nam bắc quốc thì rồi mình tới ika nè ở Tôn-Na-Ra-Ti-Đi, những đất nước nào thì palestina đã phát triển tức là người ta muốn giới thiệu cho mình là trong cái thời kỳ mà nam bắc quốc thì có những đất nước nào phát triển Phần này cũng có hai phần nhỏ. Silla e samguk tongil. Rồi, mình sẽ có là Thung là thống nhất Samguk là ba nước của đất nước tên là Silla. Lưu ý cách đọc Silla. sim là chữ Silla chữ n nè. Theo sau nó là chữ r thì lúc này mình double r ha, mình sẽ đọc hết thành r luôn là Silla chứ không phải là Silla ha, Silla. Thứ hai, Tongil Silla wa Bare mình có qua danh từ 1 và danh từ 2. Thung yên xin là thống nhất, xin là thống nhất và cái đất nước tên là Pa Rồi bây giờ mình sẽ đi vào nội dung chi tiết cho mọi người. nhé mình đi vào phần một lớn. Tam quốc đã phát triển như thế nào? một nhỏ, thăm cư kê khẩn cước thành lập tam quốc. đầu tiên mình sẽ đi vào Nên Đầu tiên mình sẽ thấy Ý danh từ cộng với khu hoặc là y hu là sau khi à sau cái đất nước tên là khu chô son thì qua vé số 2 vé số 2 mình có in thì cứ dịch in nên trước và dịch y sau là xong hành ban tu e ở trên hành tu ở đây mình là bán đảo Triều Tiên à rồi gió đó nả đá y rất là nhiều đất nước gió đó ở đây bằng nhiều nghĩa là nhiều ha, nhiều đất nước theo thật thì mình có động từ cộng với a o thì nó mang nghĩa là được làm gì đó à, được thành lập, theo tạ xây dựng thành lập à, rồi vậy thì mình dịch lại câu này, sau cái đất nước tên là của thì trên bán đảo Triều Tiên có rất là nhiều đất nước đã được thành lập. 주몽은 압록강 유역 졸본 지역에 고구려를 세웠고 주몽의 아들로 알려진 온조는 한강 유역으로 내려와 백제를 세웠다. Rồi thấy bắt đầu chia vế ha. Vế của mình đầu tiên là cô. Cô tức là vế 1 và vế 2. Rồi mình lại thấy là để đeo qua. Qua vế 2. Ở đây mình đang ở vế 2 à. Qua a so đó. Qua tức là quả so viết tắt á. Thì lúc này vế 2 rồi vế 3. Ao so ngoài có nghĩa là vì nên thì mình nhớ nó còn có nghĩa là rồi á. Làm gì đó rồi làm cái khác. Mình đi từ vế 1 chủ ngữ. Chủ ngữ thì mình kiếm gì? Inuniga. Mình có chú môn in. chu môn. Cái vui tên là chú môn này thì làm gì? Đi từ đuôi của vế 1. ta đã xây dựng lên đất nước tên là Kukudyo. Đã xây dựng đất nước tên là Kukudyo. Ở chia khu vực tên là chulbon Tại yu york Yu là ha. là vực ở lưu vực khăn khăn là sông sông này tên là ẩm nút ẩm nút càng sông sông ẩm nút mình lưu ý cái cách phát âm của từ ẩm nút ha ẩm nút là trường hợp mình hồi trước mình có giới thiệu cho mọi người không biết có nhớ không đó là trường hợp âm mũi hai lần và chim chữ bờ gặp chữ r thì lúc này chữ r đầu tiên nó bị biến thành chữ n và mình có bờ gặp ma nữ tức là bờ gặp chữ m hoặc chữ n thì bờ sẽ biến thành chữ m Tâng lúc này mình đọc là âm nút chứ không đọc là ập nút ha ập nút cũng không phải luôn à rồi. rồi tiếp theo hết với một rồi mình qua với hai với hai chủ ngữ của mình Unica nó nằm ở đây Unjo un Unjo là vua fu... tên là Unjo Unjo á vua Unjo cái người mà Aelita được biết Euro Euro là mình sẽ có một là mình học cơ bản là nó nghĩa là bằng hai là nghĩa là với ba cái nghĩa là là nó có khá nhiều nghĩa ha. Được biết đến là chú mô nghe à đi là con trai của chú môn Thì người này đã làm như thế nào? bị ngữ han găng dụ do kuru đệ quá. Tức là người này đã đệ đâu tà đã đi xuống đệ đâu ta là đi xuống ha. Đi xuống cái khu vực mà cái này là không phải khu mà là du york du york là lưu vực lưu vực của sông hàn rồi người này làm gì pekche tả với bà đã xây dựng lên đất nước tên là thì hồi nãy đầu tiên là xây dựng đất nước tên là Kokudo Thứ hai là Baekje Là con của vua Kokudo xây dựng nên đất nước tên là Baekje Tiếp theo Hàn phần Bạc hiệu cơ sẽ nên Rồi mình sẽ có han là từ nối một mặt. Chủ ngữ của mình là Park tức là cái người tên là vua tên là Park Này đã làm gì? Đi từ đuôi lên, tả вот đã", đã xây dựng lên đất nước tên là Silla ở ở cái khu vực tên là Gyeongju Gyeongju là thủ đô của Silla nếu các bạn đi Gyeongju thì các bạn sẽ thấy rất là nhiều cái di tích của thời kỳ Silla tiếp theo thì đất nước ba đất nước xây dựng rồi đó nha Kokuryo, Pek S là mình nhớ theo cái thời kỳ á, mình nhớ theo cái cái dòng của cái mạch văn để sau này ví dụ người ta có ra câu hỏi đất nước nào xây dựng trước trong ba nước thì mình phải biết là Cú Cú đeo đất nước nào xây dựng cuối cùng thì mình biết là là còn đất nước chê là đất nước chính giữa và nhớ là chê vua của chê đầu tiên sẽ là con của cái vua của của Cucuđeo ha Tiếp theo, 이세 나라는 더 넓은 영토를 차지하기 위해 때로는 경쟁하고 때로는 고려하며 발전했다. Rồi, mình sẽ tách ra kiwi he, động từ cộng kiwi he để làm vế 1. Thì 때로는 thỉnh thoảng làm vế 2. y. Cô này và à và vế 3. Rồi vế 3 có nối meo. Meo là trường hợp có và chim, tính động từ có và chim thêm ư meo, không và chim thêm meo nó mang nghĩa là và nó tương đương với cô ha. tuy nhiên cái ngữ pháp nho này thì chỉ sử dụng trong văn viết thôi nha mọi người và và thì mình cộng thêm và cái vế số 4 này rồi bây giờ mình sẽ có dịch từng vế vế số 1 chủ ngữ ba cái đất nước này nè tức là ba đất nước nói trên ba đất nước này đã làm gì đi từ đuôi kiwihe để tachiata tachiata là chiếm 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 cái lãnh thổ giọn thổ mà đội bên nhận thổ tức lãnh thổ lớn thò hơn tức là để mở rộng lãnh thổ ra hơn để chiếm lãnh thổ lớn hơn thì với hai teronin thỉnh thoảng họ đôi khi thì họ chọn chen à cô chọn chen cạnh tranh với nhau và teronin thỉnh thoảng kêu điêu học hàm nhỏ kêu là giao lưu giao lưu với nhau và phải cho và phát triển 이 시기를 삼국시대라고 부른다. Rồi mình sẽ có một câu đơn thôi. 부른다 gọi. 라고 là gọi cái gì là 삼국시대. Gọi cái ư 들 ha. Người ta gọi 이 cái thời kỳ này là 삼국시대 là thời kỳ Tam quốc. Rồi nhớ thời kỳ Tam quốc Goguryeo, Baekje và Silla. Rồi đó là phần số 1 là sự hình thành của ba nước. Bây giờ mình sẽ qua phần số 2, 삼국계 발전. Phần này hơi dài nên là mình sẽ cắt cho mọi người thành highlight ha. Sự phát triển của Tam Quốc đầu tiên, tam quốc chúng, cái nào trước dẫn sang kỳ l 맞지한 나라는 백제였다. Đầu tiên cứ kiếm chủ ngữ cho mình nên rồi dịch hết chủ ngữ sau đó dịch vị ngữ ha. Đó ra Đất nước. Nên định ngữ của thì quá khứ batcheda. Đã đón batcheda đón ví dụ như mình đón Tết đón xuân gì đó mà cheda đón ngày đó mà cheda trần sang kỳ, trần sang kỳ là thời kỳ thịnh vượng, thời kỳ huy hoàng á, thịnh vượng. mọn cho, khá rằng mọn chó trước nhất thăm quốc chung, chuông là trong mà, trong ba nước, tức là trong ba nước mình mới nói ở trên, đó là bạch chế nhật tả, là bạch chế, bạch chế là đất nước thứ hai à, tức là con của ông vua của cô Cô do sinh ra là ông vua bạch chế đó. Rồi tiếp theo, sáu thế kỷ, bạch chế là Hàn Giang, Bắc 물론 Nam Hải An cả gì, lãnh thổ Trung Quốc, Nhật quá ra Rồi thấy một đống vậy, <laughs> biết làm sao đây? Tách vế cô Có với một và với hai thôi. Ngữ pháp của những cái phần này rất là đơn giản nha mọi người. Rồi mình sẽ có với một, xa xe kia, này là thời gian vào thế kỷ thứ bốn. Chủ ngữ của mình là nên đất nước tên pekje, Rồi đi từ đuôi nội phía từ gốc nội phía mở rộng đã mở rộng gì dọn thô lãnh thổ lãnh thổ mình có đến à? có đến thì phải có là từ hoặc là cái gì đó phía trước thì mình có à, nên mượn luôn một cái danh từ có bà chim in không có bà chim niên mượn luôn nếu mình dịch theo đúng đúng cái chữ mượn luôn á mượn luôn nó mang nghĩa là đương nhiên á thì nó cũng được nhưng mà mình có thể dịch là không những cái đó mà còn cái khác cũng được ha. Tức là cái cái này á, là điều đương nhiên rồi. Không những á, là ở khu vực vực phía bắc của Hanh sông Hàn mà mà còn nằm he anh ca gì he anh ca gì mà còn đến cả cái uh, bờ biển duyên hải à nam he nam hải uh, nam he này á, mình có thể bờ biển nam hải hoặc là nam duyên hải cũng được ha tiếng việt mình á, nam duyên hải hoặc là bờ biển duyên hải rồi đã hết phần 1, rồi mình đi tới cô cô không thấy chủ ngữ đi từ đuôi lên vuyokil <laughs> tà. đã vuyokil ha đà mình có thể làm mậu dịch tức là buôn bán buôn bán tính từ cộng với kê một cách hoạt bát hoạt bát, hoạt bát sôi nổi qua tu cái tu này là mang nghĩa là cũng cũng buôn bán một cách rất là sôi nổi qua với với, với ở đâu mình thấy phẩy nè tức là liệt kê trung quốc thì cái nào trước thì mình dịch trước với Trung Quốc và khu vực Nhật Bản. Dịch lại câu này nha mọi người. Vào thế kỷ thứ 4 thì uh, Ptolemy đã mở rộng lãnh thổ không những là khu vực phía bắc của sông Hàn mà còn đến cả Nam Duyên Hải và đã uh, buôn bán rất là sôi nổi. Thêm chứ cũng à cũng đã buôn bán rất là sôi nổi với Trung Quốc và khu vực Nhật Bản. 특히 화려하고 섬세한 문화를 발전시켜 외에 전해 주었다. Mình có xích 시켜 cho là cho ha? Một rồi 2 Và trong cái phần vế một này có cô, nhưng mà cô này nó không phải là chính mà nó là của định ngữ ha? Cái văn hóa mà cái gì phía trước. Rồi mình coi, mình dịch từng vế một ha, bế một lớn trước thứ Đặc biệt đi từ đuôi của vế một thể làm cho phát triển tức là phát triển cái gì đó lên á phát triển cái gì hòa văn hóa cái văn hóa này là văn hóa gì hoa đeo văn hóa hoa đeo hoa đeo cái chữ do là, là chữ lệ ở trong tráng lệ hoa lệ tráng lệ và sông xe đà sông xe tinh xảo và Wée mình sẽ đi từ đuôi và truyền bá đến cả quê quê này là tên ngày xưa của đất nước Nhật Bản tên là quê ha, mình hay đọc trong mấy truyện tranh đó là quê gu tức là đất nước quân Nhật Bản á thì lúc này đã truyền bá đến Nhật Bản, thì sau thế kỷ thứ bảy thì Nhật Bản mới đổi tên thành là Nhật Bản bây giờ chứ ngày trước nó là quê trong quê gu rồi. Đó là cái phần uh, đầu tiên của sự phát triển của Tâm Quốc Mình sẽ qua cái line tiếp theo Vẫn là của uh, sự phát triển của Tâm Quốc Cô cu nên U dê ghiê dọn đợi cu là cái đất nước đầu tiên được xây dựng đó. Thì vào thế kỷ U <laughs> Thế kỷ thứ năm Thì nó đã dọn thô đi đợi Thì mình có là mở rộng lãnh thổ Khư <laughs> Đã mở rộng thật là rộng lãnh thổ của mình ra Thì hồi nãy mình có là um, cái đất nước Bạch Tiên là phát triển nhất à? Sau đó thì tới thế kỷ thứ 5 thì là Cucurdo. Bụchôkuro 만주 지역을 남쪽으로는 한강 유역을 포함한 한반도 중부 지역까지 차지하였다. thì ở đây nó chỉ là một câu thôi và nó có phần liệt kê thấy dấu phẩy mà liệt kê à thì mình cứ dịch từ đuôi lên. 차지하였다, nó đã chiếm, mình đang nói đến đất nước nước Cucurdo à? Kokudo đã chiếm chiếm cái gì? Mình cái Kashi là đến đến thì phải có cái gì rồi mới đến cái chỗ này nên mình sẽ lấy dấu phải đầu tiên à? Fukudaro ở phía bắc á, thì chiếm cái khu vực là chưa tới khu vực chưa ở phía bắc và ở phía nam nằm thì đi từ đuôi lên cái khu vực mà Trung Chungbu là trung bộ tức là miền trung á, của Hanbando bán đảo Triều Tiên. mà đã này dính vô à? Bao gồm cả cái khu vực là cái lưu vực là sông hồng ha New york và khu york khác nhau ha New york là lưu vực ha. lưu vực sông hồng tức là kokuria uh, đã chiếm uh, cái khu vực mạnh uh, chu ở phía bắc và ở phía nam thì chiếm đến cái khu vực miền trung của uh, bán đảo triều tiên bao gồm cả khu vực sông hàn lưu vực sông hàn Chị xong nhớ. tiếp nha 이에 맞서기 위해 어, uh, 동맹을 마치 đô uh, 맺기도 했다. Rồi, mình sẽ có là che và Silla thì để mà để mà uh, để mà bà sơ tà he là để để mà mà tà để là chống lại với điều này thì uh, cũng đã kết đồng minh kết đồng minh với nhau Tức là Baekje và Silla để chống lại điều này thì đã kết đồng minh với nhau. Chống lại điều này có thể là chống lại Kukuryo. Và cũng ở dưới thì nó sẽ ghi ra chống lại một cái đất nước đó là Ue ha. ku tức là Nhật Bản. Ue ga Silla e chimipesute nin. Silla re thu wa Rồi mình sẽ tách vế. Ba vế. Đầu tiên là te. Te là khi. Khi vế một. Thì vế hai. Thu wa đây là thua sao và Ba vế cái vế 2 rồi cái vế số 3 mình có khi khi cái gì chủ ngữ quê gà nhật bản á quân nhật đã chimipetta xâm chiếm đất nước silla thì xâm nhập xâm chiếm đất silla thì silla à thì cái đất nước pechê này á mới giúp đỡ đất nước silla tại vẫn là đồng minh mà rồi cái đuôi kito Hayata cũng đã vlicita đánh đuổi cái dân nhật đi quân nhật đi là khi uh, Nhật xâm chiếm vào Silla thì ạ uh, mới giúp Silla và đánh đuổi quân Nhật đi. Vẫn còn ở cái thời kỳ Tam quốc nha mọi người, ba like chứ mà hai lai. Hồi nãy là mình đi à của Goguryeo rồi bây giờ đến Silla. Silla는 6 thầy 크게 Silla là vào thế kỷ thứ 6 thì nó mới phát triển một cách rất là rộng rãi, rất là phát triển mạnh hồi nãy mình có à, đầu tiên là Chê là thế kỷ thứ tư nè đến thế kỷ thứ năm là cô nè đến thế kỷ thứ sáu mới là Silla. ha mình nhớ theo thế kỷ bốn năm sáu nha mọi người tiếp theo quý Du Qua Pyong Minh Trong Nhân Đời Lu Cú Song Hoa Nên Khi thì lúc này á sẽ đi hết từ đuôi lên và chủ ngữ của mình là vẫn là đất nước Sila tại vì mình đang nói là Sila. Sila là ở đây Himal ta Ở đây mình sẽ có Himal ta tức là mình nuôi dưỡng sức mạnh hoặc là mình phát triển sức mạnh của đất nước ha. Và Patanguru là dựa trên nền tảng của cái chủ chức cái tổ chức tên là Hoa răng Đô. Hoa răng Đô có cái phim tên là Hoa răng đúng không? mọi người? Hồi trước lúc mình mới qua hàng mình có coi phim này mà được uh, cấu thành bởi những cái người khí trúc là quý tộc và những cái thanh niên mà thường dân thường tức là uh, cái tổ chức này gồm những cái người rất là đẹp đợt đó mình có coi phim hoa đeo là một cái nó giống như là uh, nó giống như là cái danh trại vậy đó nếu như mình coi trong phim mà mình hình dung nó giống như một cái danh trại vậy đó nhưng mà ở chỗ này nó sẽ nuôi dưỡng nhân tài nuôi dưỡng những cái người uh, văn võ song toàn rất là đẹp trai đẹp thật trai con trai mà không có con gái, đẹp trai, bằng võ song toàn, con nhà quý tộc, những cái người tài giỏi mới được đưa vô đây học thì cái đó gọi là hoa đen ha mọi người nhớ là của thời kỳ Silla nha mọi người. Cứ kết quả han gang lưu역을 차지하면서 삼국 기반을 마련하였다. Rồi, ở đây mình có người pháp ứng nhanh -so, vừa với một vừa với hai hoặc là vế một đồng thời vế hai thì hai vế này thường đi với ươm nhân so là hai cái hành động nó xảy ra đồng thời hoặc là mình cũng có thể dịch là trong khi như thế này thì như thế kia cũng được ha rồi vậy thì mình đi tiếp ha cái đất nước sinh la này đã chi ha mình sẽ đã chiếm được cái du lưu vực của sông hàn cứ chạy qua kết quả là mình sẽ có kết quả là cái đất nước người ta đã xây dựng lên hoa giòn rồi Uh, phát triển uh, cái sức mạnh của đất nước và kết quả của nó là đã chiếm được cái khu vực cái khu vực uh, sông hàn và nó đã đi từ đuôi hàm bà donata đã chuẩn bị uh, đã trang bị được một cái chi bàn cái nền tảng cho thống nhất ba nước Syria là đất nước cuối cùng phát triển cuối cùng nhưng mà nó là đất nước thống nhất ba đất nước lại với nhau à. Rồi đó là cái phần đầu tiên về thành lập ba nước đó là Kukudo, Pekche, Silla mình nhớ thế kỷ thứ tư, thứ năm và thứ sáu mà mình nhớ những cái mốc lịch sử, những cái tên quan trọng mà mình không có mình mình nhớ tiếng Việt thì mình nhớ sao cũng được nhưng mà cái tên mấy cái tên đi liền với đất nước đó mình nên cố gắng mình nhớ ha. Rồi mình qua phần số 2 là những nước nào đã phát triển trong thời kỳ Nam Bắc Quốc. Silla, Samguk, rồi thống nhất Tam Quốc c ủ 룩신라는 삼국 중 가장 늦게 세워졌지만 꾸준히 나라의 인재를 기르고 다른 나라와 외교를 하면서 성장하였다. 나이 y mình có nói đến nước nước Silla thì 바, ì vế 4. Đó, mình cứ tách nối đâu mình tách ở đó. Rồi lấy vế 1 trước chủ ngữ Silla nên đất nước Silla Hết chủ ngữ đi từ đuôi lên, Seo tả đã được xây dựng. theo là xây dựng, còn ao cho ta là đã được ha. Đã được xây dựng nước kè trễ nhưng mà khả năng nước kè trễ nhất thăm quốc trường trong ba nước tức là ba nước cô Baekje, Silla thì Silla là đất nước cuối cùng rồi nhưng mà nhưng với hai kujuni in là e nhưng mà đã cái kujuni này là làm cái gì đó một cách rất là đều đặn một cách không ngừng ha đã không ngừng khi đưa ta khi đưa tà khi thì nó nhau ha là nuôi dưỡng in nhân tài của đất nước tức là hồi nãy mình nhớ là hoa đăng tô hoa đăng tô là cái nơi để nuôi dưỡng nhân tài á và và làm gì với ba đồng thời với bốn thả đến ra qua ngoại giao là ngoại giao đó. ngoại giao giao lưu ngoại giao với đất nước khác và đã phát triển phát triển đồng thời giao lưu với các những cái đất nước khác mình làm lại cái chỗ này ha xin la xin la là đất nước mà được xây dựng trẻ nhất trong ba nước à, nhưng đất nước này đã không ngừng 노유 양, 인, 재, 와, 진행, 외교, 와, 왜, 많 나라, 외, 동, 시, 에, 발전, 성 장, 와, 발전, 와, 와, 탄 한반도의 중심인 한강 유역을 차지한 이후 신라는 중국의 당나라와 힘을 합쳐 백제 6 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 8년을차6 6 và mà mang shikata nói cái tự nhiên bây giờ cứng họng <laughs> nãy giờ mình quay ra một tiếng rồi đó mà thất bại một tiếng quay cái tự nhiên nó bị sực 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 cái sự. là phải quay lại từ đầu mình tách ha y hú sau khi vế một thì hấp cho vế hai hấp cho là hấp xa xa rồi vế ba nó chỉ có ba vế thôi rồi mình lấy chủ ngữ của vế một không thấy đâu hết không thấy in nên không thấy Ica thì đi từ đuôi lên và chủ thể của mình mình đang nói về đất nước Silla nên chủ ngữ của nó sẽ là đất nước Silla nha mọi người. Silla ihu sau khi Tachiada -ta, chiếm được sau khi chiếm được cái New York lưu vực sông hàng in này là y ha là là cái trung gym trọng tâm của bán đảo triều tiên sông hàng khu vực sông hàng là trọng tâm của bán đảo triều tiên nó nằm ở sâu ha thì Trungke thằng Na khiấ dịch từ si thì đất nước siilla này đã làm gì đi từ đuôi à khi hấp nó là hợp lực hấp chi là hợp lại khi là sức mạnh à, lực hợp lực với thằng thằng này là đường ha. nhà đường của Trung Quốc rồi làm gì rồi dịch từ đuôi lên nhờ mang làm cho diệt vong làm cho ai diệt vong thay đổi theo tuần tự làm cho ai mình có 1 và 2 qua nè 1 và 2 làm cho phép làm cho đất nước là phép xe chăm mình không tự nhiên chạy vậy phép và khu đỏ đất nước khu diệt vong theo tuần tự tức là diệt vong đất nước phép xe thì diệt vong vào năm 660 còn đất nước khu đỏ là 668 thì hai đất nước này cách nhau 8 năm bạch chê diệt trước sau đó diệt cu rồi đó là mình đi tiếp cái phần số 1 luôn ha phần 2 này nó rất là dài nên là mình sẽ đi một cái phần nó tới hai ba lai lần rồi vẫn nằm trong cái phần mà thông nghiên uh, sila e thăm quốc thông nghiên là thống nhất ba uh, tam quốc của, của sila rồi uh, Silla diệt hết cu cu đò diệt hết bạch chê rồi làm gì nữa đây 그런데 신라와 연합했던 당이 신라까지 집에 하려고 하자 신라는 당에 맞서 전쟁을 벌였다. Rồi bây giờ mình sẽ coi mình tách vế hả? À? Có ba vế. Rèo go ha trả cha là ngay sau khi rèo cô là định làm gì đó. Ngay sau khi định làm vế một thì vế hai và vế ba. Ba so, ba so so rồi với ba. Vế một, vế hai rồi với ba. Cứ nhưng mà thế nhưng chủ ngữ của với một là thẳng thẳng là thẳng nada là nhà đường đó. nhà đường cái đất nước mà đã hợp lực đã uh, hợp lực hợp sức đã um, làm liên minh với silla thì đất nước này làm gì ngay sau khi ưu do của định Chiberata, chi phối chi phối hà mình có thể nói là uh, chi phối hoặc là định kiểm soát định thống trị khai trị hoặc chi tả đến cả đất nước silla luôn hai đứa hợp sức với nhau mà giờ anh đòi nuốt mình luôn thì làm gì? Đúng này, Silla nên đất nước Silla mới thẳng em mà sao mới đương đầu với đất nhà Đường của Trung Quốc và Chonjengil Poldita. đi Poldita từ gốc mày nghĩa là gây chiến hoặc là khơi chiến hoặc là dậy lên chiến tranh ha. Rồi nhưng mà dịch lại nha mọi người. Nhưng mà nhà Đường đất nước mà từng liên minh Liên hiệp với uh, Silla thì uh, ngay sau khi đất nước này định uh, kiểm soát cả Silla thì đất nước Silla mới đối đầu với nhà đường và gây ra chiến tranh. Silla quân là mẹ số sông, trận thủ, kỳ bởi phố, hệ dân 등 và ra 676 năm. Rồi bây giờ mình sẽ có Itara Cô Cô Mình thấy cô 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 Thả ra lại Itara Itara này thì mình không có dịch riêng cũng được Mình dịch chung cũng được Vậy thì mình chỉ cần dịch ba cái cô thôi Là bà 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 thôi Rồi đầu tiên mình sẽ có Silla Kun Kun là quân à Quân đội Silla Thì đã làm gì Sunia tả đi đuôi với một Đã chiến thắng Nhà đường liên tiếp ở ở các cuộc như là phải nè chọn thu là cuộc chiến ha cuộc chiến mẹ xu giòn và he giòn là hải chiến tức là thủy chiến thủy chiến ki V vân vân và mà chim né cuối cùng thì thằng vô ra nè cú đã đánh đuổi được nhà đường và thăm google thu nghi hay và đã thống nhất được ba nước vào năm sáu trăm bảy mươi sáu nói lại nha mọi người Quân Silla uh, đã chiến thắng nhà Đường liên tiếp ở các trận như là trận chiến ở Meso Son và uh, thủy chiến Kibulpo vân vân và cuối cùng đã đánh đuổi được nhà Đường rồi thống nhất ba đất nước vào năm 676. Rồi đó là xong cái phần đầu tiên rồi đó mọi người xong cái phần có liên quan đến. Uh, xâm uh, quốc thông là thống nhất ba đất nước của Silla. Bây giờ mình qua cái phần cuối cùng là thông Silla Thống nhất Silla thống nhất và đất nước tên là Pa Đề. 3 quốc thông hiệu Hàn Silla là Hàn Man Đô ở sống người rồi, ở đây mình sẽ có chủ ngữ và vị ngữ thôi, nó chỉ là một cái câu đơn thôi. Nên hơi dài ta chứ là cô đơn nên Silla đất nước Silla mà đã được bà thống nhất ba đất nước lại tức là nói về đất nước Silla người ta giải thích thôi Silla đất nước mà đã thống nhất ba nước lại với nhau thì đất nước này đã làm gì Silla tả đi từ đuôi đã thực thi những cái chọn che chính sách Kiwi ha để thu rút ha làm cho khiến cho làm cho ai làm cho mình có chủ ngữ nhỏ ha rồi tất cả những người mà đang sống trên bán đảo triều tiên đồng lòng lại với nhau tức là um, cái đất nước silla này silla là cái đất nước mà thống nhất ba nước lại với nhau á, tức là kokudio peche silla thống nhất lại với nhau á. thì lúc này đất nước này đã thực thi những chính sách để mà làm cho tất cả mọi người cùng sống ở trên cái bán đảo triều tiên này á, hợp sức lại với nhau đồng lòng lại với nhau 예를 들어 옛 백제와 고구려 사람에게에게도 어, 관직을 주거나 그들을 군인으로 못표다못았다 못 네. 그 룹내, 뭔가 꺼나, 뭐에 꺼나라, 혹은 혹은 뭐 예를 들어, 예오로는 예시로는, là, 다 뭐하는지, 어디서 뒤야? 에 제가 이를원한 Uh, người ta đối với những cái người á, người dân của qua wow, một và hai của Che và cô Cudio, dễ là cũ tức là người dân ngày xưa của Che và cô do lại ba nước đã thống nhất rồi á, thì người dân ngày xưa của các nước đó thì cũng làm cái gì, Hoàng Giêng cũng đã cho làm quan, quan chiếc là quan chức á, chức quyền á, cho làm quan hoặc là cũng uh, đã uh, Pupta Pupata là cũng đã tuyển chọn những cái người này nè làm quân nhân tức là làm lính tức là đi lính thì những cái người này cũng được làm lính làm quan bình thường ví dụ như là ví dụ như là đất nước Silla người ta đã đối với người dân của Bekche và của Gu cũ thì người ta cũng cho làm quan và cũng tuyển chọn những người này đi làm lính vẫn còn qua cái phần cuối cùng thôi mọi người 또한 한대 전쟁을 벌였던 당과도 화해하고 활발하게 구, 교류하였다. 고, Với 1 và với hai 2. ngữ pháp khá đơn giản đúng không mọi người? 또한, hơn thế nữa. Rồi, hơn thế nữa là làm gì đi từ đuôi à? ha? 화해하다, hòa giải. Tô cũng cũng hòa giải qua với với nhà đường. Mà cái nhà đường này là gì? Là cái đất nước mà mà đã gây chiến một thời tức là một thời lúc mà nhà đường định ăn luôn Silla thì Silla gây chiến với nó để cho chặn chiến tranh lại và chiến thắng á thì lúc này là đã hòa giải với nhà đường luôn mình gây chiến nhưng mà mình cũng hòa giải luôn và làm gì đuôi lên của với cuối cua điều chua điều hay tả điều tưởng nói xong nó bị sao sao dính dính <laughs> nói mấy tiếng đồng hồ nó bị liệu lưỡi à chua điều hay tả tức là đã giao lưu một cách rất là sôi nổi rồi 통일 신라 시대에는 석굴암 불국사와 같은 불교 문화가 크게 발달하였고 동양에서 가장 오래된 천문대인 첨성대가 만들어지기도 했다. 라오 문다 읽고 왜못봐왜하 뭐, có hai bế thôi thì mình cứ đi si tè nên vào cái thời kỳ Silla thống nhất này á thì thì là tả cái gì đã phát triển, đã rất là phát triển, khư ghe mạnh mẽ, cái gì phát triển mạnh mẽ, cái ca này nè. Những cái văn hóa Phật giáo như là Sokuram, Sok Ram này cái am này là cái am à, cái am trong cái am có một vị Phật bằng thạch đó. Và quốc Sa, Sa này là tự ha, chùa Phật quốc, chùa tự tên là Phật quốc à, cái những cái văn hóa Phật giáo như vậy á, đã khư ghe phải ta đã thầy phải ta ra dọc cú phát triển rất là mạnh mẽ và rồi mình có thể lấy từ cái ca của vế với hai bà thăm son cái này là cái tên của cái thăm son nó là cái đài thiên văn tức là quan sát những cái thiên thể trên trời đó. mà là cái đài thiên văn thăm son te cũng là đài thiên văn nói chung ha à, lâu đời nhất ở thung nhan ở phương đông thì cũng mạnh tới đô chi kito hết tà cũng đã được cũng đã được làm tức là cũng làm ra cái Sông Sông tè là cái đài quan sát uh, thiên văn là cái đài quan sát thiên văn mà lâu đời nhất phương đông rồi bây giờ mình dịch lại cái câu này ha vào thời kỳ silla thống nhất thì văn hóa phật giáo như là Quốc prigusa thì cũng đã phát triển rất là mạnh mẽ và uh, cũng đã uh, xây dựng nên cái đài thiên văn trong sông tè là cái đài thiên văn mà lâu đời nhất ở phương đông rồi cuối cùng nha mọi người lai cuối 한편 고구려가 멸망한 후 고구려를 되찾기 위한 mang 나타났다. 한편 ku một mặt rồi thì mình sẽ có phu danh từ phu e sau khi sau khi mà cái đất nước của này bị diệt vong thì thì đất nước Sri Lanka này cũng đã nỗ lực để mà thuế sát tà tìm lại đất nước Koguryo tức là mình nỗ lực để tìm lại đất nước đó để cho người ta tìm lại đất nước Koguryo Thằng quân Chushinir Ton thể do Yong은 고구려 유민들과 함께 한반도 북부 지역과 중국 만주 지역에 파래리 세워다. rồi mình sẽ có chủ ngữ của mình ở đây rồi, mình coi ha, ở chỗ này nó chỉ có một cái câu thôi nhưng mà nó hơi dài thôi, nên là mình dịch chủ ngữ. Thế Du cái vua tên là Thế Du mà ông này á đã từng là người có xuất thân là người tướng quân của đất nước Cô Cu Do. Ông này đã làm gì? Đi từ đuôi lên, xeo tả, đã xây dựng lên đất nước tên là Phở Đè Rồi, ở cái khu vực Mạnh Chu của Trung Quốc, tức là Mãn Châu Trung Quốc. Và khu vực phục -bu của hâm và khu vực phía bắc của bán đảo Triều Tiên. Qua hâm kế danh từ qua, qua hâm kề cùng với cùng với những cái người mà du minh tức là những người dân á, mà uh, lưu dân của cái đất nước Cô Cú Đeo cũ á, thì uh, vào năm 698 dịch lại nha mọi người. Thế Chu Yon bị vua tên là Thế Chu người có xuất thân là tướng quân của nước Cô Cú Đeo. Ông này đã xây dựng lên đất nước tên là PaDe ở trên khu vực Mạnh Trường, Mãn Châu của Trung Quốc và khu vực miền Bắc của bán đảo Triều Tiên cùng với những người lưu dân của đất nước Cô vào năm 698. Ủa còn, còn like nữa không nói? Sắp lâu rồi. Đó, tôi sắp đứt hơi rồi đó. Tiếp theo, còn chắc like cuối cùng rồi đó. phá rê nên Cô Cô Đeo Mùn hoa rê bá tăng rô hoa hoa rồi ở đây có email danh từ, không phải danh từ tính động từ nha mọi người. Từ gốc của nó là pada durita, động từ nho và một và hai. Mình đang nói về đất nước Pare. Pare là đất nước này thì như thế nào? Pada durita, pada durita là đã tiếp nhận, tiếp nhận cái gì? Mun hoa, gió đó là ra Văn hóa của nhiều nước Chubion. Xung quanh dựa trên nền tảng của khổ cụ hoa văn hóa của đất nước Cô tức là vẫn lấy văn hóa của đất nước khổ tuy nhiên là những cái nước cái nước phả đe này nó chấp nhận những cái văn hóa nền văn hóa của những đất nước khác người ta tiếp nhận văn hóa và đã phát triển lên văn hóa của mình tức là uh, văn hóa của mình có nhưng mà mình tiếp nhận văn hóa mới và phát triển lên một cái nền văn hóa phả đe chia ghe mây nên phương quá sốc 연꽃 무늬 기와 등을 발에 등을 통해 발의 수준 높은 불교 문화를 짐작할 수 있다. Rồi, mình sẽ tách ra ha, Thu nghe, thông qua. Mình có thể dịch từ đuôi lên hoặc là mình tách cái thông nghe này, thông qua này cũng được ha. Rồi, mình sẽ có 음, dịch từ đuôi ha. Thông qua những cái gì đó vân vân. Thì thông qua những cái, ở đây người ta có liệt kê nào qua. Một, và 2, ba 4. Thì mình có thông qua sang là tượng Phật nè, sóc từng là cái đèn đèn mà bằng đá là sóc này là thạch đá Rồi tiếp theo là dọn cốt budi, những cái dọn cốt muni kiwa, kiwa ở đây là ngói ha, ngói mà có vân, hình hoa sen, vân vân, mà còn lại, mà còn sót lại ở khu vực của đất nước Pà Đe. Thông qua những cái những cái di tích này thì thì vế số 2 ta có thể đi từ đuôi ha. Chim Khata. có thể đoán biết được, đoán được về cái phu do văn hóa, văn hóa Phật giáo, tà có cái uh, gọi là trình độ cao của đất nước đè Đấy. Rồi, có trình cao, có trình độ cao, là nó có trình rất là cao. Tiếng Việt mình hay nói là có trình cao, có trình độ cao. Rồi bây giờ mình dịch lại cái phần này ha. Mình có thể dịch hết từ đuôi lên, nhưng mình cũng có thể dịch từ thun he trước ha. Hồi nãy mình dịch thun he rồi bây giờ mình dịch thử từ đuôi ha. Ta có thể đoán được cái văn hóa Phật giáo trình độ cao của Pade thông qua những di tích lịch sử như là tượng Phật nè, đèn đá nè, hoặc là ngói có vân hình hoa sen còn sót lại ở khu vực đất nước Pade. Cuối cùng. Nam Chu yên Thung la 북쪽에 발해가 함께 존재한 시기를 남북국 시대라고 한다. Rồi, cái này chỉ là một câu thôi, mình đi từ đuôi ha. Người ta gọi là cô Hà Tả gọi gì? Gọi cái ư ừ là năm bút quốc sĩ Gọi cái thời kỳ mà mà vũ ngữ nhỏ của cái phần mà định ngữ ha. Mà ở đây mình có qua danh từ 1 và danh từ 2. Mà đất nước Silla thống nhất ở phía bắc nè, phía nam nè và đất nước thả Đe ở phía bắc cùng nhau tồn tại Ham Han là cái thời kỳ mà Nam Bắc Quốc dịch đại nha mọi người người ta gọi cái thời kỳ mà đất nước Silla thống nhất ở phía nam và đất nước thả Đe ở phía bắc cùng tồn tại với nhau gọi là thời kỳ Nam Bắc Quốc đôi hết phim 여기까지만 하겠습니다. 고생 많으셨습니다. 안녕히 계세요. hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo. Rồi, nhớ để lại tin nhắn để có được video tiếp theo nha mọi người. Tại vì mình làm biến làm nên là tạo cho mình động lực để mình làm video mới. Anh nhân.